Nói về móng á là Duy Nguyễn số 2, không ai dám xưng số 1. Trời ơi, tao nói tao xây nhà mà. Anh ép thầu cực kỳ luôn á. Đổ ban đêm nó cực lắm. Thợ lương tăng gấp đôi, thầu rên hừ hừ hừ. Nó rên cái gì cũng nổi, ông xây nhà ông tính bền hết rồi rên. Đúng không? Khi mà thầu rên bạn phải tỉnh. Cái chuyện gì rên được thì rên, cái chuyện gì rên không được thì thôi nha. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, Dreamer làm giàu, Kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn THOL BBT Building. Xin chào mấy em. Bữa hổm mới đi qua công trình quận 7 rớt mẹ điện thoại mất rồi. Giờ mua điện thoại mới nha. Buồn quá. Tiếp tục rất vui đến với các bạn trong chủ đề dân Dreamer tập gym body đẹp làm giàu cưới vợ mua đất xây nhà. Trong video ngày trước á thì Duy đã từng đi qua một cái chủ đề, nó tạm nói là cái nhà đó thì cái cọc nó quan trọng, đúng không? Vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta không có kinh nghiệm trong vấn đề xây nhà xây cửa đó, thầu nó dễ ăn cái là chết ngắt mấy em. Wow. Nên cái chủ đề ngày hôm nay Duy xin mạn phép trình bày với các bạn đó là cái phần móng nhà. Khi mà các bạn là một người đàn ông á, mà các bạn sở hữu được một cái ngôi nhà đó, mà các bạn chính tay các bạn xây lên á, là kiến thức của bạn nó tăng vèo vèo, level tăng ghê lắm, ra đời trả ngán bố con nè. Đó. Còn có một cái đẳng cấp thấp hơn á, là cầm tiền, bỏ tiền mua cái nhà cũ của người ta. Mà khi các bạn mua cái nhà cũ của người ta đó là chẳng qua là mình không có tiền thì mình làm vậy thôi. Chứ mà giờ cuộc đời mà, cái nhà giống như là cơ nghiệp chứ đó bạn. Con trâu là đầu cơ nghiệp là chịu ngày xưa, còn hôm nay là cái nhà nó mới là cái cơ nghiệp của chúng ta. Cuộc đời các bạn nhắm các bạn mua được mấy cái nhà. Đó, nên tôi nói với các chị em á, từ 30 tuổi tới 40 tuổi sở hữu được một cái ngôi nhà do chính tay mình xây đó là thành công. Ở quê cũng vậy, thành phố cũng vậy, tùy. Đó. Còn mua nhà mà người ta xây sẵn á, lỗ lắm. Nó hư từ lưa hết à. Nó nứt này nọ kia, người ta làm ẩu làm tả này mà cũng đâu biết đâu. Đúng không? Dây điện đổ để trong tường lâu ngày chuột gặm một cũng đâu biết đâu. Đó. Nên cái vấn đề ngày hôm nay chia sẻ về kinh nghiệm xây nhà. Như bạn thấy, Duy Nguyễn có mấy cái nhà? Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao. Nói chung á, Duy Nguyễn xây nhà là xây mở phòng gym. Bởi vì miếng đất nào của Duy Nguyễn á là đất mặt tiền mà. Ngày xưa Duy Nguyễn mua cái miếng này là cái miếng nhỏ nhất. Tại cuộc đời của nó còn chưa có tiền mà nó nghèo. Thời đó đi gắt dách ngàn chạy thấy mẹ. Đi gắt dách ngàn chạy thấy mẹ. Nắng mưa xuôi ngược, con mẹt xanh không có chỗ đậu, tối đậu đi gửi ra đường. Nói ông chủ Duy Nguyễn giám đốc gì 30 tuổi giàu dữ ta, giàu khỉ gì, ra đường làm ăn nổ thôi, không có chỗ để xe nữa nè. Hồi đó phòng Duy Nguyễn 6 của anh nó thuê của người ta đó, thuê của người ta đâu có chỗ để xe mẹt cho đâu, đi gửi 7.500 một tháng. Nên qua đây á, là xây nhà là Duy phải xây hầm, phải xây hầm. Để làm chi? Tức dân Sài Gòn này không thiếu tiền, chỉ thiếu cái chỗ đậu xe hơi thôi. Nên là xây nhà là các bạn phải xây hầm. Vậy thì cái móng nó nằm ở đâu? Cái móng nó nằm ở dưới cái hầm. Đó, xây nhà thì chúng ta xây hầm nó mới đẳng cấp. Còn không xây hầm là thất sách. Thất sách. Vậy thì lý do gì ta xây hầm? Có hai lý do căn bản. Một, không có tiền. Hai, không có tầm nhìn. Nhất là thành phố. Ở dưới quê thì còn chăm chế đi. Còn nếu mà thành thị, thành phố, thị trấn, thị xã, đó là gì? Đô thị đó. Đúng không? Nhà Việt Nam mình nó giống như nhà bên Nhật vậy đó bạn. Mô hình nó khác nhà bên Mỹ nha. Việt Nam mình là một cái đất nước nó phát triển theo nhiều cái hướng. Đó, giống như bên Pháp. Khi mà các bạn đi du lịch châu Âu, bạn sẽ thấy à, nhà bên Pháp nó đẹp. Nhà bên Pháp là cái kiến trúc của Pháp, là kiến trúc nhất nhì châu Âu. Bạn biết không, nước Pháp họ hoạch cái thủ đô Paris rất đẹp. Nó cổ kính, nó cũ, mà nó mắc như quỷ vậy đó. Tôi nói thiệt á, bên Pháp chung cư tuổi lâu đời không, nó toàn là chung cư không à. Đường phố nó thẳng tắp,
nhà nào nhà nấy 10 cái nhà như một giống y chang nhau. Tại nó xây một lần. Là khi mà bên Pháp á, bạn xây nhà là nhà này phải giống nhà kia không khác được, kể cả cái màu, cái cửa sổ, cái bậc, rồi cái nóc nhà, số tầng y chang. Nên bạn nhìn nó rất là đẹp. Đó, còn ở Việt Nam mình nó sẽ lởm chà lởm chởm. Ai không có chê Việt Nam của tôi nha. Đồng chí không có chê Việt Nam của tôi. Mặc dù Việt Nam nó xây nhà như vậy á, nhưng mà nó được cái bên Pháp không có. Đó là người dân người ta muốn xây gì ta xây à. Đó là người dân người ta muốn xây gì ta xây à. Đó là sự dân chủ trong xây nhà. Đúng không? Đúng không? Còn bên Pháp á, nó đẹp. Nhưng mà nhà của nó không có tận dụng được hết công năng. Bạn đi nhà anh Pháp còn chán lắm. Tôi nói thiệt với bạn, đi nhà bên Pháp, đi vô cái quán, đi tiểu đúng mắc cười luôn. Nói không phải kể xấu chứ. Việt Nam mình hả, đi tiểu là rộng rãi thoải mái. Còn nó đi tiểu đi dưới hầm, cái toilet nằm dưới hầm chút ép nè, đi cửa vô lấp được hai người. Nói chung là cuộc sống bên châu Âu nó chật chội đó. Nên cái kiến trúc châu thì nó đẹp. Còn cái kiến trúc của mình đó là nhà tùy xây sao xây và miễn theo đúng khuôn khổ pháp luật thôi. Đó. Nên tôi nói với các bạn đó, xây nhà mà các bạn không xây hầm thì bạn xử lý sao? Cái xe hơi bạn để đâu? Nếu bạn nói một câu cùn tao xây gara thôi khỏi bạn. Đúng không? Nếu mà bạn cùn kiểu đó tao hỏi bạn tại sao không xây hầm? Trong khi nhà nước cho phép xây hầm, luật pháp cho phép xây hầm. Bạn bỏ cái hầm đi tự nhiên bạn tốn chỗ bạn làm cái gara. Vì cái gara sao không xây nhà làm phòng luôn đi. Nên nhân tiện để tôi nói sơ sơ về cái hầm. Cái hầm nó giải quyết được rất nhiều vấn đề. Đó. Rất nhiều vấn đề để xe nè. Đúng không? Để hàng nè. Để kho nè. Để máy phát nổ nè. Phát nổ nè. Ủa lộn, máy phát điện nè. Tại nói chung bây giờ nó thiệt cái bồ gì người Bắc nhiều lắm. Nó ngoài Bắc ngoài đó nó không kêu máy phát điện nha. Nó kêu máy nổ. Cái đó, ủa ở nhà anh có máy nổ không? Máy nổ là máy gì em? Cái máy mỗi lần tắt điện, nó không dùng cúp điện, dùng tắt điện. Nó không dùng chỉ kẹt xe, dùng tắt đường. Nó thì nó chạy đấy. À, máy phát điện. Ở trong đây là kêu là máy phát điện nha. Có, máy đó để dưới hầm đúng bờ. Cái hầm này giải quyết được rất nhiều vấn đề. Cuộc sống mà, nhà dân dụng hay nhà kinh doanh gì thì cũng phải có cái hầm. Nhà kinh doanh không có hầm sao để xe. Đúng không? Nên duy là xây nhà là nhà nào hầm cũng đẹp các bạn. Nhà nào hầm cũng đẹp hết, nhà bên đây nè, hầm đẹp kinh khủng luôn, xe vô tư, rộng rãi, thoáng mát, cái hầm ở đây là không chê vô đâu được. Đó, còn cái hầm bên quận 12 sâu thâm thẳm mà dài toàn lòn. Còn cái hầm bên quận 9 còn kinh dữ nữa. Đó, còn cái hầm quận 7 chảy ke luôn, hầm quá rộng mà. Mình để một chỗ á, nó bự quá, mình sợ ma. Mình sợ ma. Duy ngăn ra làm hai bức tường, chặn lại, xe hơi đậu trước, xe máy đậu sau. Trời nó coi hầm, nói chung là qua tới video hầm đi, nói hầm cho nghe. Nay chưa tới hầm, video móng thôi. Nên xây nhà mà không xây hầm là thất sách. Vậy Duy Nguyễn hỏi các bạn cái móng nằm ở đâu, cái móng nằm dưới cái hầm chứ nằm ở đâu. Vậy thì trên một cái tòa nhà cấu trúc nó ra làm sao? Nói cho tạm hiểu những bà bây giờ đi. Ví dụ như vậy nè, cái bà bây giờ nè. Cái lực của bà bây giờ nó chịu trên 6 cái chân, đúng chưa? Thì 6 cái chân đó là 6 cái cột đè lên 6 cái móng. Mà 6 cái móng nó đè lên một đống cọc phía dưới đó, thì cọc là cái chịu lực cuối cùng. Đó. Xong rồi móng là cái gì? Móng là đống sắt nó đang vô. Xong rồi đổ bê tông rọt vô thành cái móng. Nói về móng á là Duy Nguyễn số 2, không ai dám xin số 1. Trời ơi, tao nói tao xây nhà mà. Anh ép thầu cực kỳ luôn á. Nói giờ tôi á, thiệt với đồng chí á, tôi cũng chả có kiến thức về kiến trúc, kỹ sư, địa chất, cái khỉ gì trơn á. Hồi đó học khoa địa chất, đại học bách khoa này nọ kia, mê cô giáo bỏ rồi. Giờ ông vẽ cho tôi cái hình sắt đi, nhìn tôi nhìn ngầu đi. Nói chung bây giờ ông làm sao cho tôi cái móng của tôi đó mà dân chúng đi ngang nó nhìn nó sợ xanh mặt là được vậy. Đó, lầy gì đó mấy em. Nên về nói chung thầu cũng sợ mấy em. Thầu nhiều khi mới đầu xây nhà lớn quá sợ có chuyện gì mẹ sập nhà thấy mụ nội. Nên thầu nó cũng là thôi kệ nó, giờ thà dư đỡ hơn thiếu. Bây giờ mình lỡ mình hy sinh phần sắt đi, mất mình bào phần sơn. Đó, không có tính hết à. Nên nó móng của anh hả, coi lại những video cũ đi, móng cực kỳ khủng khiếp, nhìn sắt nó quái chế độ thôi. Không biết có nhà dân dụng nào mà sắt, trời đất ơi, đúng không? Ở bên quận 9 là nhiêu, nó luôn 50 mấy tấn sắt. Wow. Ở quận 7 á 59 tấn sắt. Wow. 59 tấn sắt là cái móng quận 9, là cái móng khó hàng nhất, tại vì cái diện tích xây dựng quận 9 nó không bằng quận 7, đúng không? Nó thua quận 7 một chút, nhưng mà số lượng sắt nó ngang, vậy suy ra mật độ sắt nó nhiều.
trong mấy cái nhà của Duy với cái nhà của quận 9 á là móng sắt bê tông kiền đà khủng bố nhất. Trời đất ơi, lúc đó đây xây là cái như là bên bển nè. Mẹ làm gì ta, làm hồng hồng chấm bom hả? Không ai biết làm cái gì hết á. Nói thằng này chắc xây cái nhà 50 tầng mà khách sạn, đâu có biết mình mở phòng gym đâu. Nên cái móng sắt của móng là một cái gì đó mà làm cho mình kiêu hãnh trong những công trình để lại. Tất cả những công trình của Duy Nguyễn nói về sắt, nói về móng, sàn bê tông này nọ kia, không chê vào đâu được. Không chê vào đâu được. Đó. Hiểu cái móng là cái gì? Móng là những cái cục sắt nè, nó đang cái chéo vào vuông độ bê tông nằm dưới, nằm nó đè. Nó nằm đè trên mấy cái cọc, đó là móng. Rồi kiền đà gì đó, dầm gì đó, đó là cái chuyện mà nói chung nhức đầu quá. Cái đà là những cái thanh, nó cũng nó nói chung là nó hình hình như quanh mẹ là hình vuông vuông kêu hình gì ta? Hình trụ, không phải hình trụ tròn. Hình lập phương. À nói chung hình gì cái mẹ anh. Nói chung á, đà là những cái cây mà nó chạy dọc, nó đè ra những cái móng mà nó bao quanh những cái lô đất của bạn. Nói gì dễ hiểu nha. Giống như giờ cái lô đất của bạn là bạn bị da thì cái đà là ở đây nè. Bốn cái cột. Đó, bốn cái cạnh này. Nó bốn cái cạnh này là bốn cái đà nó đè trên mấy cái móng để nó chịu lực cho tòa nhà, đúng không? Thì á cái đà này á, khung sắt của nó cũng rất là cứng, rất là ghê. Sắt của Duy là chơi sắt phi 25 không à. Sắt kinh khủng lắm. Trời đất ơi, nổ sắt mà. Nói chung á, cái tật của Duy á, làm gì nó phải mang tính chất thương hiệu và giá trị thương mại. Đó, mình xây một cái nhà thì mình phải dựng những cái thước phim. Mà những cái thước phim mình phải để đời, mình phải khè, mình phải nổ. Mình nổ. Đó. Để cho người ta coi thấy công trình mình là công trình chất lượng. Đó, công trình đạt chuẩn quốc gia. Đó, còn cái nhà quận 7 của Duy nó thêm nữa, hai cái đà dọc nữa. Dọc chạy đây chi? Để cho nó chịu lực. Để cho nó chịu lực vững vàng cho cái sàn bê tông rộng lớn này. Tại cái sàn bê tông của Duy chiều ngang 12 mét nó bự lắm mà. Nó bự lắm mà không có cái đà này, khúc giữa này nó yếu nha, khúc giữa nó yếu, nên giữa nó có hai cái đà nó chặn vô chạy không xong nha. Đó, thì tất cả những cái đó nó đang khung với nhau sẵn. Rồi tới một ngày đẹp trời nọ, đổ bê tông. Đổ bê tông là lúc ta làm phiền thiên hạ. Trời đất ơi, mỗi lần đổ bê tông ngại lắm em. Kẹt xe cái buổi. Bên quận 12 xây cái nhà xong ái nái lắm. Xe nó chất đòn về thòn vậy nè. Mà cái đường Lê Văn Khương thì nó không có bự. Nó xe đậu xe bê tông mà bạn ra đường mà thấy xe bê tông mà ghét, thấy bà nội luôn. Không ai ưa xe bê tông hết. Hiểu không? Nhưng mà khi mà xây nhà mình cảm thấy nó dễ thương. Nó dễ thương lắm em, nó lùng lùng, nó tròn tròn, nó quay sọt 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 vậy nè. Đó. Mấy chiếc. Mấy chục chiếc á, không biết nhớ quên rồi. Xe bê tông của Duy là mấy chục chiếc á. Khối lượng bê tông đổ là 230 mét khối bê tông. Khối lượng trả tiền 230 mét khối bê tông. Một xe nó chạy từ 7 mét tới 10 mét. Thì 230 mét thì chắc phải nó phải chừng 31, 33 mấy xe, thường thường nó 3 mấy xe. Wow. Mà 3 mấy xe đổ về thọn đường vậy đó. Thế làm giàu cho đất nước được chưa mấy em? Nói chung thì công trình của anh nó không dám so sánh với mấy cái chung cư này nọ, nó rộng quá. Nhưng mà ít ra mình thấy mình làm phiền thiên hạ, nguyên đoạn đường dài để xếp hàng bê tông nối đuôi nhau. Đổ bê tông nó khó lắm, bê tông là gì, nó là cái dung dịch. Nó trộn giữa xi măng rồi đá này nọ, tới một tỷ lệ nào đó. Đó, nó quậy phải điều tay, nó quay vòng nhà cái xe ngoài đường đó, mà thấy nó chạy vừa quay không, nó quay bê tông trong đống luôn á. Thì như vậy á, mình cái xe phải nối tiếp nhau, xe này vô xe kia ra, 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 xe này vô xe kia ra. Với hàng bao nhiêu công trình. Lộn. Hàng bao nhiêu con người trên cái công trình đó cùng nhau vận hành. Đó, cái buổi đổ bê tông huyền thoại được kết thúc sớm 2 tiếng. Theo sự báo cáo của cai thầu. Đổ ban đêm em. Cái quận 7 đổ chua hơn mấy cái này đổ ban ngày không à. Tại cái quận 7 tại sao phải đổ ban đêm? Tại thứ nhất á là cái đất nó bự quá. Rồi xong rồi cái đường á nó nhỏ. Không phải đường nó nhỏ không bằng đường Nguyễn Văn Linh thôi. Cái đường Lý Phục Mang thì nó cũng bự lắm á, 4 xe hơi né vào được. Wow. Nha. 4 xe hơi chạy canh né được. 3 chiếc né thoải mái. Mà hai cái nhà kế bên nó cao nên cái cần nó quay không có thoải mái em. Nên nó phải đổ ban đêm, đổ ban ngày nó phiền người ta thấy bà. À, hiểu không? Đổ ban đêm nó cực lắm, thợ lương tăng gấp đôi, thầu rên hừ. Nó rên cái gì cũng nổi, cũng xây nhà ông tính bà nó hết rồi rên. Đúng không? Khi mà thầu rên bạn phải tỉnh. Cái chuyện gì rên được thì rên, cái chuyện gì rên không được thì thôi nha. Ông xây nhà ông muốn đổ giờ nào ông đổ, chứ tôi muốn đổ ban ngày, ông đổ ban ngày ông được, đổ ban đêm đến gì. Lâu lâu cho anh em tăng ca lương gấp đôi thôi. Đó. Và nói về sắt của sàn, sàn nó phải có sắt mà. Hai lớp sắt dày.
cột với nhau, sắt phim 12. Kê lên, nó đầu tiên là giống em không? Ví dụ như cái mặt này mặt đất đi. Mà bạn phải có cái con đội á. Con đội bằng sắt nha, chứ đừng có chơi con đội bằng cục gạch nha ông nội. Mấy thằng thầu cùi nó hay chơi đội bằng cục gạch lắm. Đội nào cũng được hết á, nhưng mà cục gạch á thì khi mà bê tông nó đổ trúng cục gạch thì nó bị xốp. Đúng không? Còn bê tông nó gặp sắt giống như đàn ông gặp gái vậy đó. Đó, nên mà nói là cái bê tông nó chất lượng hay không á là nó do sự kết hợp hài hòa giữa tỷ lệ sắt và bê tông. Đó, kê bằng cái sắt lên, để dấu x nè, để cái sắt chồng lên. Để chi? Để giữ lập bắt bê tông, không có để cho sắt nó lồi ra ngoài bê tông. Hiểu không? Sắt nó lồi ra bê tông nó bị hư. Sau ngày nó bị sét bị hư. Đó, kê lên xong đây. Chỗ này cũng phải kê lên hai lớp nữa cho sắt nó được hai lớp sắt được dính vào nhau. Xong rồi đổ bê tông, nó dậy lên hai tấc. Hai tấc là khoảng gần gang vậy nè. Cái đó là cái sàn của anh Duy Nguyễn. Mới đổ sàn thôi. Cái ngày hôm đó là đổ sàn. Vậy thì hỏi sàn có tác dụng gì? Sàn có tác dụng để xe hay làm gì ba? Sàn bên bển để xe là chính đó. Lamborghini xuống không cà mũi. Đó là yêu cầu. Nhưng mà ở bên quận 7 á, là anh Duy Nguyễn á, đầu tư một cái phòng gym vượt chuẩn châu Âu. Vậy thì cái chuẩn châu Âu là cái gì? Cái chuẩn châu Âu là cái kiến trúc và cái thiết kế nó mang cái độ đơn giản nhưng mà là sang trọng. Đó, còn châu Á mình nó mà qua lá hẹ chuối bỏ mẹ. Giống như mấy phòng gym mà thôi, không nói đâu. Không nói nha, không nói, mình tập trung nói chuyện của mình thôi. Tức là màu sắc nó phải hài hòa, nó đơn giản, chất liệu nó đắt tiền, nó thể hiện sự nho nhã, tinh tế và đẳng cấp. Anh lấy ví dụ, gạch. Gạch ốp tường á, ra ngoài 120m cũng có nữa. Gạch đó gạch gì không biết nữa. Nói chung ốp thì cũng được. Nói chung là mấy cái chung cư tụi em ở nó ốp gạch đó không đó. Còn bây giờ gạch mà gạch châu Âu, cái màu của nó nhìn nó xoan hẳn ra. Cục gạch nhìn nó rất là châu Âu, không phải là xính ngoại mà nó là đẳng cấp. Anh nói thiệt, nó không phải là xính ngoại. Nhưng mà cái hàng mà tiêu chuẩn châu Âu á là cái hàng mà nó VIP. Nó VIP lắm. Mấy thằng Trung Quốc chịu không nổi đâu. Mấy thằng Trung Quốc thì chỉ là tiêu chuẩn châu Á này nọ bình thường thôi. Còn mấy thằng tiêu chuẩn châu Âu á, mặc dù nhà máy nó nằm bên Trung Quốc nhưng mà nó sản xuất theo tiêu chuẩn của châu Âu. Và nó có QA của châu Âu kiểm tra. Chứ không phải là giỡn đâu. Tức là lúc đó là thằng Trung Quốc là cái thằng làm mướn, cái thằng gia công theo tiêu chuẩn của tao. Đó, nó nói về tiêu chuẩn châu Âu. Thì cái phòng gym mình thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu là theo tiêu chuẩn từ khâu thiết kế, từ khâu vật liệu, xong rồi tới khâu máy móc. Còn cái tiêu chuẩn châu Á đó là quy trình điều hành. Cái quy trình điều hành anh chưa làm châu Âu được mấy. Tại anh không có những con người châu Âu. Anh muốn làm được cái quy trình điều hành thì anh phải có con người châu Âu. Còn này nhân viên anh ở châu Á không à. Nó học toàn mấy cái trường cấp cốc ở trong nước không à. Không châu Âu được. Đau thiệt, còn không cuối chưa được. Mà khách hàng cũng chưa châu Âu nữa. Khách hàng là Việt Nam luôn. Quá nghe tự nhiên từ châu Âu phang bập xuống Việt Nam thấy nó hơi học hẳn nghe. Đó. Cái sàn của anh đợt này anh chơi lớn mấy em. Anh sẽ gọi là lót sơn. Anh dùng một cái sơn mà sơn sàn á. Như tấm hình thiết kế mà có mấy cái mô tô xe đậu á. Em thấy cái sàn đó không phải là sàn bê tông đâu. Sàn sơn. Sơn rất đắt tiền. Nhưng mà tại vì cái đó là quận 7, nó nằm bên cạnh Phú Mỹ Hưng, nó là dân đại gia, nó là dân nước ngoài ở nhiều. Đó thì mình phải đầu tư như vậy mình mới có cá lớn mấy em. Thứ nhất là nổ, thứ hai kiếm tiền. Thứ ba là trải nghiệm. Tao ba cái sàn bê tông rồi. Anh dành ba cái sàn bê tông rồi, giờ làm sàn bê tông nữa thì đâu có đặc biệt. Đúng không? Nên ở cái quận 7 này á, cái kiến trúc nó đẳng cấp hơn ba cái còn lại rất là nhiều. Tại vì lần này anh thuê kiến trúc là nó phải có bằng quốc tế. Đội kiến trúc này của anh nó hơi bị ghê á. Mấy em đồng ý không? Mấy em thấy những cái hình mà nó render ra tụi em thấy đồng ý không? Mặc dù cái đó là cái sự góp ý của anh. Tức là nó thiết kế theo cái chuẩn anh nói giờ tao là tao bị làm đi. Tiền bạc thành vấn đề. Wow. Đó, tiêu chuẩn châu Âu cho anh. Tại vì anh đã có ba cái phòng tiêu chuẩn châu Á rồi. Thì bây giờ phải bước qua tiêu chuẩn châu Âu anh mới phát triển được. Chứ nếu mà cái này anh làm tiêu chuẩn châu Á thì nó anh chết chùm sao? Đó. Anh thấy không? Nên cái kiến trúc mặt tiền của anh lần này nó rất là khác. Anh không có chơi cái kính vậy nữa đâu. Kính cũ là nhìn nó thường nó rối, lần này anh chơi kính nè, khổ lớn nè, cực dày, cắt từng miếng, từng tầng riêng nhau. Xong ở ngoài chơi nhựa giả gỗ, hình vuông, đề số 7, biểu trưng quận 7. Đó. Số 7 biểu trưng là quận 7, tao là tao thấp tao thiệt á. Cái gì? Phong thủy là cái gì? Đúng không? Tụi nó nói với anh rằng anh ơi đừng chơi số 7 lưỡi hái trên đầu nó cắt cổ anh kìa, anh thằng chết đó anh. Rồi thằng kia anh ơi số 7 là chữ thất anh ơi, thất mùa thất màng, thất sắp thất từ lưa hết. Để tao thất cho mày coi. Anh Duy Nguyễn là một cái con người sống theo chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đó. Và cái tư tưởng của anh rất là Tây Âu. Anh không có bao giờ mà theo cái tư tưởng mà xàm xàm mà giống như hai con nụ sọt bồ phê thấy mẹ, xong rồi đi coi bói không hợp tuổi không nên được với nhau. Đúng không? Rồi xong rồi đi cưới nhỏ kia hợp tuổi mà cái vụ kia không phê tao quay lại với nhỏ này. Bởi đời mà nghe tướng số đi cái mớ bồng bông đó mấy em. Xin lỗi mấy em, xin lỗi các bạn ở đây nói chuyện chứ.
trong tình cảm tình yêu quan trọng nhất là cái gì bạn? Hợp hơi hợp hán. Hợp hơi hợp hán. Đúng không? Mình có hợp hơi được với nhau không thì mình đến được với nhau. Còn mình có hợp cái kia hay không để mình duy trì gắn kết với nhau. Wow. Còn cái này hợp tuổi. Trời ơi, ông nội ơi. Đừng có khuyên Duy Nguyễn vô ích. Rồi bây giờ anh thấy cái cửa không? Nó đâu có thẳng đâu em. Em nhìn cái cửa đi vào nó không thẳng nha. Cái cửa nó giặt xéo vậy nè. Để tạo một không gian là hung hút sâu thâm thẳm. Khi tụi em đứng ngoài cửa nhìn vô đó. Đó, tầng trệt nhìn ghê chưa? Sâu thâm thẳm luôn em. Hôm qua là bãi xe đi hồi xa quá lộ đề tài. Thì cái tầng hầm là bãi xe, chỉ phục vụ cho bãi xe, bảo đảm không có cái cục hàng nào hết. Quận 7 không là cái chỗ để hàng. Hàng để quận 12 là thấy banh xác rồi. Bình Tân là banh xác rồi. Mày mốt anh làm thêm cái biệt thự anh để cái hầm nữa là banh xác. Cuộc đời anh trước sau cũng ở biệt thự đó, tao nói thiệt á. Sống cái kiểu này khổ quá. Tại đây không phải là cuộc sống cho một con người hiện đại. Mặc dù mình sống trên đầu thiên hạ rồi đó, nhưng mà mình sống mình phải biết à mình thiếu cái gì, mình đủ cái gì. Đúng không? Cuộc đời chỉ có một thôi mấy em. Mày phấn đấu làm sao để cuộc đời mình chạm tới cái ngưỡng văn minh cao nhất của nhân loại. Đúng không? Ví dụ như ở bên Mỹ nó quá văn minh rồi, nhưng mà cuộc đời này cha mẹ tao đẻ tao ra là người Việt Nam thì mình phải sống văn minh trở lại. Đó. Tiêu chuẩn sống nó cao lắm em. Bây giờ tụi em nhìn ở Duy nhà giàu, 4 nhà cao trà bá luôn. Nhưng mà cái nhà này không phải là nhà để ở, ở bên Mỹ không ai nhà này hết á. Tại chẳng qua tao chưa có tiền tao mua biệt thự thôi, mà tao chưa có tiền xây biệt thự. Hiểu không em? Cái nhà này dùng để business. Đó, business office BBT building. Còn cái nhà để ở phải là nhà gì? Villa. Villa là kiến trúc hiện đại, biệt thự, biệt phủ. Anh thì anh hiện đại, anh chơi villa. Nó phải có không gian, nó phải có cây xanh, nó phải có không khí này nọ của một cái cuộc sống. Nó phải có chim, có bướm. Đó. Nó phải có những đàn cá coi bay lội. Nó có tiếng ríu rít của trẻ thơ. Đó. Nó nhiều lắm em. Nói chung là mình thương mẹ mình thì mình phải sắm villa. Đó, hiểu không em? Tại vì giờ á, mẹ già rồi, đi thang máy thì sợ bị nhốt, tâm lý người lớn mà em. Đi thang máy thì sợ bị nhốt, mà đi thang bộ thì bị đau khớp. Thôi bây giờ xây villa, cho mẹ nguyên tầng trệt chà bá nằm dưới đó. Mẹ làm gì mà làm, đi con leo lên lầu. Villa nó có 2 lầu thôi. Cái villa 3 lầu là nó hơi thất sách á. Em thấy một cái villa nó có 2 lầu à. Nó giống như nhà bên Mỹ, nhà bên Mỹ là 1 lầu, 2 lầu có. Thì cái nhà để ở nó là vậy đó. Nó có cái hầm dùng để làm bãi đậu xe. Đó, rồi xong rồi trong cái hầm đó, mình còn dư chỗ mình để hàng. Rồi cái tầng trên là làm gì, cái sảnh phòng khách. Phòng khách với bếp với phòng ăn. Đó. Đúng không? Còn cần nữa thì làm thêm cái chỗ nhà banh nhỏ nhỏ cho mấy đứa hàng xóm qua chơi. Trời, mấy đứa hàng xóm qua chơi quan trọng mình cua mẹ nó. Đúng không? Còn cái tầng ở trên là tầng để ở. Đúng không? Ví dụ nhà mình hai vợ chồng, bốn đứa con. Thì hai vợ chồng coi như 2 phòng đi. Rồi bốn đứa con thì coi như 4 phòng là 6 phòng. Ủa, hai chồng 2 phòng hiểu rồi. Sống ở Mỹ là ta có cuộc sống riêng ông ơi. Cần cái thì ngủ chung, không cần ngủ riêng. Cái gì xử lý cũng được hết á. Chứ không lẽ không lẽ bữa nào giận nhau ra ngoài sofa ngủ. Đúng không? Mình ngủ riêng một phòng vậy đó, rồi mình muốn lên mạng mình thả thính nó dễ hơn. Nhưng vậy thôi, chứ mày thấy không, 2 tỷ phú. Tỷ phú Amazon, mày phải học cách sống của ông bà. Chia tay một cái là ông cặp bồ, ông có con bồ liền, bà này cũng kém luôn. Sống đâu cần phụ thuộc nhau đâu trời, quan trọng có tiền thôi. Đúng không em? Nó đang di động gì tính cũng xa hết. Xem phòng đọc sách, phòng làm việc. Đúng không? Trên kia nó có sân thượng. Sân thượng làm cái sky bar. Đó, xong rồi chỗ phơi quần áo. Rồi ở dưới sân á thì làm thảm cỏ, rồi đường đi đá điếp này nọ kia. Đúng không? Rồi xong rồi mình tạo một con kinh nhân tạo, róc hình công muốn lượng hình bản đồ chép Việt Nam, thêm những cái đồi này nọ, hòn non bộ đồ. Đúng không? Ở dưới đó thả chừng 200-300 con cá coi thôi. Đó mới là cái cuộc sống chứ. Bà nghĩ có đúng không? Chứ còn cái này á là cái môi trường làm việc. Không ai mà sống vậy cả. Cuộc sống người ta cần phải có cái sự gọi là hưởng thụ, cái sự relax này nọ kia. Ủa nãy giờ tao đi quá xa quá không mày? Nãy giờ tao đi quá xa quá không? Thôi quay lại cái sàn. Mà cái sàn có gì đâu nổi không? Có một cái bình quận 7 là tụi em nói nè, là lần đầu tiên anh sử dụng kỹ thuật vượt nhịp. Nó khá rủi ro đấy. Nói chung anh cũng lo lắng. Cái này thì anh không biết anh có thành công hay không, anh không dám nói trước. Nhưng mà trong cái kiến trúc ngôi nhà né càng cột càng tốt. Nên cái thằng thiết kế nhà nó dở, nó giỏi là nó giấu cột. Thật sự á, nếu mà cái nhà của anh á, mà thang máy nằm giữa nhà tôi giấu cái một. Mấy cái nhà biệt thự á, nó có cái thang bộ nó xây vòng tròn vậy nè. Nó nằm ở giữa nhà, giấu cột cái một. Nhưng mà tại cái building của anh nó cần không gian để tập luyện á, rộng một cái sàn trống suốt vậy đó. Là anh phải dùng kỹ thuật vượt nhịp. Mà vượt nhịp mà vượt dùng để tập tạ nó khác vượt nhịp dùng để làm siêu thị. Vượt nhịp làm siêu thị nó dễ làm lắm.
Đó, nên vượt nhịp để tập tạ là phải suy nghĩ đắn đo. Thật sự cái này nó cũng hơi, hơi căng đó. Anh nhìn cái cuộc đổ bê tông đó là ở giữa nó không có cột. Ở giữa nó không có cột. Tông lốc à. Nhìn như vậy mặt bằng nó là thấy cưng rồi đó. Giống như tụi em đi mướn nhà đi. Mà ví dụ như cái nhà gì mà chừng 10 mét chiều ngang thôi, giữa nó một hàng cột thấy rồi. Đâu cái thằng xây nhà không có tiền chắc luôn. Không có tiền nhưng không có đầu luôn. Bởi vậy thành bại kiến trúc, thành bại ngôi nhà. Ví dụ cái dắt bạn trang trí sao mà đập bằng bỏ mà trang trí được, cái tầng trang trí sao mà đập bằng bỏ mà trang trí được. Mẹ còn cái cột hơi thua. Cái cột hơi thua nha. Nên ở quận 7 của anh có nhiều cái điểm kiến trúc mà anh nói trên video các bạn nghe các bạn sọc được số chứ. Xây nhà là không hầm là thất sách, xây cột mà không giấu được là dở. Đúng không? Thang máy bỏ giữa nhà là ngu. Anh nói thẳng. Tại vì bây giờ xây nhà ở Việt Nam nó có luật, bạn cần phải biết cái luật xây dựng thì bạn mới xây được cái nhà đẹp. Còn có mấy thằng trẻ trâu ở trong trường học kiến trúc thi 90 điểm ngu mẹ luật xây dựng, nó ra nó vẽ cái nhà theo ý rồi à. Xong rồi cái người ta xin giấy phép không được. Xong cái sửa bằng vẽ rồi lùm la, tao hồi sửa bằng vẽ theo luật thì nó xấu quá. Đúng không? Nhất là xây nhà ở thành phố phải có sân trước và chùi sân sau để chi thoát hiểm thông này thông kia chạy được. Chứ mày xây cái nhà đỡ đời chết chùm ở trong đó ai chịu. Nó xây nhà phải lấy sáng này nọ kia. Nguyên tắc đó là thiết kế nhà phải lấy sáng. Còn khi mà trong quá trình thực tế sử dụng á thì cần á thì để, không cần thì lập rèm. Đó, ví dụ như em nhìn cái phòng yoga của anh đây. Phòng yoga quận 7 á, thiệt á, nhìn cái khách sạn 5 sao đi ngủ. Wow. Lấy sáng rất đẹp mấy em. Hướng đó hướng bắc. Ánh sáng không trực diện chiếu vào buổi sáng, không trực diện chiếu vào buổi chiều. Mà ánh sáng nó nằm một cái độ nghiêng. Mình lấy mình tận dụng cái ánh sáng đó mình làm cái phòng yoga mình. Mình ta bước vô tập ta có cảm giác. Chứ còn vô thấy bí bùng không có con khỉ gì bố mất dắt đưa hình sexy không. Cái đó là kiến trúc trần tục. Nên ăn tiền nhau hay không ăn tiền là mặt kiến trúc. Nên các em phải bỏ vài trăm triệu ra để vẽ kiến trúc. Mà thậm chí vẽ kiến trúc thì mình cần phải có kiến thức về kiến trúc nữa. Cái kiến thức mình không phải là kiến thức mình dùng AutoCAD. Không phải là cái kiến thức dùng 3D Max này mà vẽ. Ok. Nhưng mà cái kiến thức của mình là cái mình có cái nhìn tổng thể để mình góp ý chung về cái nhu cầu của chủ đầu tư với người thiết kế để đưa ra các bạn đẹp nhất. Đó. Nên xây nhà là nó vô bờ vô bến. Còn mà khi mà đổ bê tông á thì phải giám sát đổ ngay chỗ đó. Tại vì mọi chuyện trước khi đổ bê tông á tụi em còn xử lý được, sau khi đổ bê tông hết xử lý. Hết xử lý mà. Nên khi mà ví dụ như em xây nhà mà em bận rộn cho thợ này nọ kia đó, nó làm coi thì cho làm thoải mái đi, chụp hình coi cũng được. Đúng không? Nhưng mà riêng trước khi đổ bê tông thì các em phải đích thân đến, hoặc là có một cái người nào đó mà em tin tưởng, em tới em kiểm tra tất cả mọi thứ đã an toàn hay chưa, đã giống bản vẽ hay chưa. Tại vì mình làm là mình làm trên bản vẽ, bây giờ là nghiệm thu trên bản vẽ. Giống như cái đà này nó có 500 cây sắt, chịu khó đếm. Nó nhiễm mà chừng 20 cây mà chừng 7-8 cây đà là nó cũng ăn tiền rồi. Thật sự cách gian lận thì nó có hai loại. Một là sắt không đủ phi, nó mua sắt nhỏ nó làm lợi hơn. Cái thứ hai nữa đó là sắt không đủ cây, đúng không? Giống như nguyên cái đà kia từ điểm A tới điểm B, chỗ này là 100 cây thì bạn giấy thiết kế tự duyệt rồi, thẩm định rồi, xong cái đó làm nó nhiễm 20 cây còn 80 làm thưa ra cái ngồi không đếm, đúng không? Còn ví dụ trong quá trình đổ bê tông không coi kỹ, ví dụ đổ bê tông mình phải cầm cây chọt rồi này nọ quậy rồi cho nó đều bê tông ra chứ, đổ không ngồi nhìn không, tự nhiên chỗ này bê tông nó dư, chỗ kia bê tông nó thiếu, loại cái sắt đó luôn. Bữa sau tám vô ha ba. Nên xây nhà thì nó cũng hơi chua lắm. Không biết dụng từ gì đó nói, mà nói chung là xây nhà là đam mê. Bây giờ anh nghiện xây nhà mẹ rồi. Chứ không biết anh là dân nghiêm hay là dân bất động sản. Còn cái công trình quận 7 của anh á, mỗi lần mình đổ bê tông nó cực. Nó rộng nó lớn, đổ ban đêm này nọ. Mà làm cho cái công trình quận 7 nó cũng khổ nữa. Nó nhiều lắm em, cái đội thợ quận 7 nó tội nghiệp nữa. Mà đội thợ quận 7 là đội thợ chuyên nghiệp nhất làm cho anh tới giờ. Cái đội này tương đối chuyên nghiệp em, làm ít anh ít phải nói, ít phải quan tâm, ít phải lo lắng. Còn khi mà tụi em tuyển thầu cùi cùi làm trời ức chế mà bỏ sự. Mình làm nó hồi hộp, lo từng chút này nọ kia. Rồi đội thợ mình gặp thợ miền Nam ăn xong buổi thứ bảy nhập nhậu thứ hai nghỉ luôn. Làm công trình nó kéo dài đó. Nó nói chung là xây cái mỗi cái nhà là một ký ức, mỗi cái nhà là một kỷ niệm. Nhưng mà chắc chắn là cuộc đời của anh còn xây nữa mấy. Wow. Nên về kiến thức về xây nhà thì nó rộng lớn, nó vô bờ vô bến luôn. Bây giờ không biết phải chia sẻ cái gì luôn á. Nên bạn nào muốn biết cái gì, muốn thích cái gì, hỏi gì cứ comment ở dưới đi. Dù Nguyễn đọc và Dù Nguyễn tổng hợp lại, Dù Nguyễn làm cái video tiếp theo cho các bạn hiểu nha, chứ giờ nói dài quá giờ cũng lâu không có giá trị thương mại. Thôi nghỉ đi, share đi, like, cảm ơn đồng chí. Bye bye. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì, đăng ký chưa, cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.